mở ra ăn cơm kìa. Đánh gì mà đánh ai đánh? Xóm ở đây luôn. Sợ bị sợ bị đánh. Sợ bị đánh. Sợ bị đánh. Mọi người thấy đâu phải là tự nhiên chú đậu không phải. Nó vô đây nó ngồi mấy tiếng là tính tiền. Ví dụ như tiếng được nhiêu, tiếng được nhiêu rồi nó báo cáo đồng bọn nó chắc chắn là ở ngoài đó. Hôm nay ở trong nhóm đây, thế nó ngu rồi. Ông tự nhiên xong như đây ông ngồi vậy. Ừ. Trời. Ba thị trường bây giờ 15 ngàn tiền á. Không có, mẹ cái này nó tiền đô mà 15 mày 15 ngày tao ngồi làm cái đớp gì để cho người ta chửi cha mắng mẹ vô đây. Tiền 8 đô á. Cái này là tiền đô mà tiền nhiều. Đúng không? Mày ngồi đây mà để cho người ta chửi cha mắng mẹ mà lấy 15 ngàn tao ngồi làm đéo gì. Còn cái tính được giá thị trường thôi. Chú này chắc phải 40 50 rồi. 50 rồi. Mẹ thằng này mẹ chửi cho nó nhục mặt đi. Đây nhưng mà thằng này ở trong nhóm này yêu nhá. Ba mẹ con chỉ là người bình thường thôi, không phải là dân trí thức, nhưng mà sáng thì ra là mẹ từ tối hoài là mẹ con cũng nhắc con là nhớ nha con, mày có đi biểu tình không vậy, mày có đi biểu tình tôi tù mày luôn á nha. Nhà nước người ta làm gì đó là chuyện người ta là lãnh đạo, người ta có đầu óc của mày. Mẹ cái thằng này ngu là mày đó, mày về đây rồi. Đây đây, mẹ mẹ. Hải Ngô nhìn vô đây nè, đó Hải Ngô bây giờ sợ người ta đánh chạy vô rồi ngồi núp ở đây nè. Hải Ngô mà không có công an đó, kích động nữa đi, kích động nè, giờ đó hậu quả của kích động đó là vậy nè Hải Ngô. Đánh đánh thì dễ rồi, đợi thanh bằng nhưng mà mình không có đánh người dưới ngựa. Đúng rồi, ở đây có Bùi Di, mẹ đây là thằng này nó mặc cái áo NU này, đây là. Kêu anh rồi 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 đợi chờ chờ đi cái biểu ngữ của đô thành Sài Gòn nè đây là u mà u rồi mày mày tao quay mày tao tung lên mạng để cho mai mày kiếm thêm 1 triệu đồng đéo phải 500 ngàn làm công nhiều làm công cho mai mày đấy. Mày cái khổ vậy, mày ngồi chào đây. Chào chị Hải. Cho mày coi như là được mẹ mày, chúng nó cho 1 triệu thì mày khổ hơn chúng nó. Nghe chúng nó chỉ dơ đến một tí thôi, chúng nó được 500 ngàn, mình phải ngồi đây mày phải được 1 triệu. À, hai kêu ơi, cái vấn đề là không phải bị bắt nhưng mà sợ dân nó đánh nên cuối cùng chạy vô phường núp. Đó, chứ không phải tự dưng là chui đầu vô rọ đâu. Ai kêu? Bận mấy cái áo này nè. Ngu chưa? Ngồi đây người dân chúng tao chửi nhau. Ngồi đây á, để cho người ta nói cho nhục mặt. Mẹ ngồi mắt lim dim đâu có dám mở mắt ở đâu mẹ. Sống cuộc đời mà nhục như mày mẹ. Tao nghĩ là mẹ đâm mẹ ra đầu Sài Gòn á. Đâm đầu trở xuống. Thì bởi vậy á, ai kêu thấy không? Đó, bây giờ Tân Thái, kêu Tân Thái Kenny Chương vô đây coi nè. Đó, tác giả của Tân Thái Kenny Chương nè. Phải chạy cầu cứu nè. Vào mà cứu nó. Xoay đầu nè. Là ổng chạy ổng ngoài đường, bị lưng mắt. Sợ công an, nhờ công an giúp đỡ. Năm ơi, bây giờ này con Trúc nó điện thoại nó bảo là bây giờ là con Thành Lê thì bắt được một cái thằng ở công an phường Bến Tre, thì bây giờ về đấy thì lại phải bỏ thành thoại. Có chứ gì vậy? Thì trong khi không phải giữ lại điểm này, người ta lấy lời khai thôi. Nó mấy năm nay được mùa. Mà sao kỳ nhân dân bắt được tội phạm này còn cái bảo lãnh là sao? Đúng rồi, thêm người thân đây. Đấy, anh Bình Dương đang ngồi coi như an ủi. Ê, xa lầu đó, coi nó lớn hay nhỏ. Hồi trước. Chung là
xin thông báo với các bạn nhé. Và coi như là Hạnh Lê bắt được một cái thằng phản động đã đưa về, về công an phường Bình Nghé rồi. Ở phường công an phường Bình Nghé. Nhưng bây giờ công an phường Bình Nghé này, này mời Hạnh Lê vào uống nước trà. Để mà coi như là lại uống nước trà. Thành công bây giờ này có người làm bảo lãnh. Sáng mình được uống nước trà, sáng anh uống nước trà cũng được cơ đấy. Đây đi cùng đi. Đâu? Đi cùng với chú này à. Dẫn chú này về nhà luôn rồi. Sáng rồi. Bà cháu còn sang bên chú như về nhà luôn rồi. Mà chắc luôn trời nhanh. Đúng rồi. Em không có đánh rồi em ơi. Đúng rồi, đánh rồi. Đúng rồi, thì thôi. Mình chỉ nói cho mày hiểu thôi, đánh làm gì. Những thành phần quá thích mình kia. Chứ nãy giờ đánh thì nãy giờ không còn ngồi im được đâu anh. Đúng là nó ngồi trong cơ quan công an rồi thì làm sao mình đánh, ngồi đây bảo công an bảo vệ rồi thì không ấy, cho nó đi thì gần tối luôn. Sống lục nhã chi uống nước nè, đem nước à, đem nước đi uống à, nước khỏe đi, nước vào miệng luôn em, nước miệng đó, nước vào miệng luôn đi. À, đúng không? Lo vậy thôi, cứu gì nữa. Mặt xanh hít nhái, khổ chưa con? Nhục chưa con? Khổ không khổ nhưng mà nhục. Làm những điều mà người dân người ta là chỉ do nhục người ta. Cũng may mẹ chú không về, về phường Gia Cao, về phường Gia Cao thì chú phải ngồi đến bây giờ. Rồi rồi. Rồi, xin cảm ơn nhá. Rồi nhá. Thôi ngồi nghĩ lại đi thằng em ạ. À. Thằng em ít tuổi hơn anh. Cho nên nghĩ lại đi, giờ lớn rồi ai làm những điều như thế nhá. Rồi. Thôi kệ. Bây giờ mình lớn rồi, bây giờ sống phải cho con cái người ta nhìn vào chứ ai làm những điều thế người dân người ta ấy. Thôi anh chỉ nói vậy thôi nhá. Lớn rồi bây giờ về suy nghĩ lại đi. Bây giờ đất nước đang bình yên, đang phát triển, mình sống sung sướng vậy. Nhưng mình đi làm những cái điều như thế này, bây giờ bỏ cái nhóm rồi NU nhá, ước đi. NU là chúng đó là cái nhóm mà bố láo bố tuyết phản động. Thôi nhá các bạn nhá. Sống lâu là giỏi, không phải cứ sống lâu mà có thể biết. Rồi bây giờ bọn tôi sang công an phường Bến Nghé. Ở bên ấy nhốt nhiều. Mẹ mấy thằng mất dạy. Thôi nhá, tạm biệt các bạn nhá.